Nhật phản đối Bắc Hàn bắn hỏa tiễn tính từ Tokyo. Hôm Chủ nhật, Bắc Hàn đã bắn hai quả tiễn tầm xa ra biển Đông Triều Tiên và Nhật đã lập tức lên tiếng phản đối. Hỏa tiễn đã bắn trong khoảng thời gian từ 1 giờ 20 phút sáng đến 1 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương và địa điểm nằm gần Kyeongsong. Hai hỏa tiễn có tầm xa 500 cây số. Thủ tướng Abe nói rằng Bắc Hàn bắn hỏa tiễn liên lục địa là hành động vi phạm nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Nhật đã mạnh mẽ phản đối. Nhưng sự phản đối của Nhật không làm ảnh hưởng cuộc điều tra về số phận người Nhật bị Bắc Hàn bắt cóc. Bắc Hàn đã bắt cóc nhiều công nhân Nhật Bản trong thập niên 70 và 80 để dùng họ dạy tiếng Nhật cho điệp viên.